số phận cuộc đời, những người con của các ông trùm giang hồ. Mỗi con người sinh ra đều không thể tự lựa chọn cho mình một gia đình. Những đứa trẻ sống và lớn lên trong những hoàn cảnh đặc biệt thật khó để có cho mình cuộc sống bình thường, nhất là khi cha và mẹ chúng lại là những tay giang hồ khét tiếng. Không khó để lý giải việc những hậu duệ của giang hồ thường ít khi chọn nổi cho mình một con đường tốt đẹp. Ảnh hưởng của môi trường sống, của sự giáo dục lên quá trình hình thành nhân cách của mỗi người là vô cùng quan trọng. Khi những đứa trẻ lớn lên trong dòng nước đục của giang hồ, khi những bậc cha mẹ thay vì làm gương cho con cái lại gieo rắc lên đầu óc của chúng những suy nghĩ sai lầm, việc những đứa con của họ sớm sa ngã giống như một điều tất yếu phải xảy ra. Mải miết đua tranh kiếm tìm quyền lực, lao đầu vào vòng xoáy của bạc tiền, đôi lúc những kẻ tội phạm khét tiếng ấy đã bỏ quên thứ tài sản quý giá nhất của đời người, đó là con cái. Và tới khi đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật, họ mới thảng thốt nhận ra rằng những gì mình từng sống chết để tranh giành ấy phù phiếm tới mức nào. Cậu ấm của hung thần chợ cầu muối. Anh hai, mỗi khi thấy thân hình loắt choắt, cao cỡ hơn 1m60, nghiễu nghệ trên chiếc xe SH cao ngỏng phóng qua, đám thanh niên cả nam lẫn nữ đều lễ phép hô lên như vậy. Anh hai gầy nhom, gương mặt dại dại, thường trực một nụ cười ngô nghề gật đầu. Phía sau chiếc xe SH của cậu ấm lúc nào cũng có sẵn dăm ba đứa đàn em. Đám này mới là du đáng thứ thiệt được phái đi để bảo vệ. Thật ra cũng hơi thừa, vì chẳng mấy người có cái gan lớn động tới thiếu gia nhà Châu Phát. Bất kể gã giang hồ nào, dù có máu liều đến cỡ mấy, cũng sẽ cảm thấy lạnh người khi trên gương mặt của cậu ấm mang những đường nét giống y xì một hung thần, Châu Phát lai em. Thời kỳ đỉnh cao của đại gia đình Châu Phát với ba cái tên khét tiếng Châu Phát lai anh, Châu Phát lai em, Châu Phát lai út, cậu ấm Châu Phát Liêm giống hệt như một hoàng tử bé. Châu Phát lai em lạnh lùng và hung dữ, nhưng đối với con cái của mình thì lại chiều chuộng hết lòng. Khi Liêm vừa mới lớn cũng là thời sự nghiệp của Châu Phát lai em huy hoàng nhất, nắm nguyên khu chợ cầu muối và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn trong giới giang hồ Sài Thành. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi con cái của lai em cũng được trọng vọng nhờ hưởng lây tiếng thơm của người cha. Tiền bạc, số má là tất cả những gì vợ chồng lai em dành cho đứa con trai. Tuy nhiên, cậu út nhà Châu Phát lai em lại không lựa chọn kế thừa sự nghiệp của gia đình. Cũng không khó hiểu, bởi ngoài vẻ mặt giống cha như tạc, Châu Phát Liêm lại có lá gan lạc lõng so với truyền thống gia đình. Thay vì chọn con đường đao búa, nhiều nguy hiểm và tanh mùi máu, cậu ấm lại chọn một con đường khác dễ đi hơn và cũng dễ sướng hơn, đó là ma túy. Không dùng heroin vì dường như cảm thấy nó không xứng đáng với đẳng cấp của mình, cậu ấm Châu Phát Liêm chỉ ưa thích một thú vui duy nhất, đập đá. Số tiền cậu bỏ ra cho mỗi đêm vui vẻ lên tới cả chục triệu đồng và chẳng mấy chốc, cái tên Liêm khùng đã gắn chặt với cuộc đời của anh hai. Thời kỳ huy hoàng của cậu ấm gần như chấm dứt khi ông bố Châu Phát lai em đền tội ngoài trường bắn vì một loạt tội danh. Dù vậy, cậu ấm vẫn còn may mắn khi gia đình chưa tới nỗi kiệt quệ về tiền bạc, cũng như trước đây không gây thù oán với bất cứ ai để rồi phải trả giá. Có điều, giờ này cuộc đời của cậu ấm ngày nào vẫn tà tà trôi qua trong các trung tâm cai nghiện hạng sang với thứ tâm trạng buồn vui thất thường của một người thần kinh bất ổn. Cũng khá may mắn cho Liêm, dù đã qua đời, nhưng danh tiếng cũng như đám đàn em cũ của Châu Phát lai em vẫn còn đủ sức cho anh ta một chỗ dựa an toàn trong các trại cai nghiện khi chẳng mấy ai muốn đụng chạm tới con của anh Đại một thời. Mặc dù vậy, đám lính cũ của lai em cũng không thể kiềm nổi tiếng thở dài ngao ngán khi bản sao của ông chủ một thời lại có khả năng khóc tu tu như một đứa trẻ mỗi khi bị vào lại trại. Truyền thống giang hồ của đại gia đình nhà Châu Phát có lẽ đã chấm dứt thật sự tại đây. Con trai Lương Cái Ghẻ. Đinh Văn Lương, tức Lương Cái Ghẻ, cũng là một cái tên có số má tại đất cảng. Tuy nhiên, cái số má của Lương cũng chỉ ở mức tầm tầm. Lương được biết tới như một gã du đáng lì lợm, không ngại va chạm, nhưng kém về đầu óc. Nói nôm na là một dạng du đáng cơ bắp điển hình. Thứ giang hồ này tại đất cảng những năm 90 của thế kỷ trước nhiều hơn cả nấm. Nhất là khi Lương dính vào nghiện ngập, tên tuổi của anh ta cũng bay dần theo làn khói trắng. Nghiện tức là mất chất. Đó là câu cửa miệng của giới giang hồ đất Hải Phòng. Cái tên Lương Cái Ghẻ tưởng chừng như đã chìm nghỉm trong bối cảnh các ngôi sao mới liên tiếp nổi lên, thì lại một lần nữa nó lại được rất nhiều người nhắc tới. Lần này họ không nhắc tới Lương với tư cách là một du đáng tiếng tăm, mà với một tư cách khác, bố của Linh Cu. Tục ngữ có câu con hơn cha là nhà có phúc, nhưng riêng nếu áp dụng vào trường hợp của gia đình Lương thì đó lại là một đại họa. Lương nghiện
cậu con trai Đinh Văn Lĩnh, tức Linh Cù, còn bất khuất hơn khi chơi ma túy từ khi mới mười mấy tuổi. Lương dù đãng, nhưng Đinh Văn Lĩnh còn được liệt vào hàng sát thủ số 1 tại đất cảng khi chỉ mới 15-16 tuổi. Người có công lớn trong việc giúp cậu con trai của Lương cái ghẻ vượt mặt cha mình chính là một chiến hữu một thời của Lương, đó là Cù Nên. Cù Nên là một biểu tượng của cái ác tại Hải Phòng những năm thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Kể cả khi Nên đã đền tội ngoài trường bắn từ rất lâu, nhiều người dân đất cảng vẫn còn giữ nguyên ký ức sợ hãi khi nhắc tới cái tên này. Tàn bạo, khát máu và cực kỳ hung hãn, Cù Nên và đám đàn em là thứ quỷ dữ khiến không chỉ người dân bình thường mà cả đám đàn hồ máu mặt cũng sợ đến phát run. Nhưng chính bản thân Nên lại rất ít khi trực tiếp ra tay đâm chém. Thay vào đó, người ta sợ hãi Nên vì hắn nắm trong tay những cỗ máy giết người kinh khủng là Đinh Đình Tuyển và Đinh Văn Lĩnh, tức Linh Cù. 15-16 tuổi, Linh Cù đã được Nên huấn luyện rất nhiều thứ, biết bắn súng, biết đâm chém người, biết chạy xe tốc độ cao và đặc biệt nhất là một thứ không biết sợ. Đầu óc non nớt của gã sát thủ máu lạnh đã được Cù Nên tẩy não, khiến những việc đâm chém, giết người đối với Linh Cù trở nên bình thường như ăn cơm uống nước. Gã giang hồ nhóc con có gương mặt bầu bĩnh, đôi môi dày và cặp mắt tí hí như loài rắn độc này một thời khiến cả đất cảng kinh hoàng. Chỉ cần một va chạm nhỏ nhất, Linh Cù sẵn sàng nổi máu điên rút dao rút súng triệt hạ dù đối thủ của hắn có thể chỉ là một người dân hết sức bình thường. Người duy nhất có khả năng nói được Linh Cù chỉ có mỗi Cù Nên. Tiếc là ông chú của hắn chưa bao giờ nói điều hay lẽ phải, mà ngược lại mỗi câu nói đều là một mệnh lệnh tanh mùi máu. Dưới sự chỉ đạo của Nên, Linh Cù đã thực hiện hàng chục vụ thanh toán rùng rợn với sự lạnh lùng tới đáng sợ. Tới khi trả giá trước pháp luật, Linh Cù may mắn thoát được án tử hình cho hàng loạt tội danh nghiêm trọng nhờ việc hắn vẫn còn chưa đầy 18 tuổi, hắn chỉ phải nhận án chung thân. Bước chân vào trại cải tạo, không có đồng chú hung thần bên cạnh, nhưng sự hung hãn và liều lĩnh của Linh Cù vẫn còn nguyên vẹn. Những tưởng với một bản án quá nhẹ nhàng so với những việc hắn đã từng làm, Linh Cù sẽ biết quý trọng cuộc sống và cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng dòng máu lạnh lùng của quỷ trong Linh Cù vẫn cứ tiếp tục cuốn hắn lún sâu thêm vào tội lỗi. Ngay trong trại giam, Linh Cù vẫn tiếp tục giết người. Chỉ vì một ân oán nhỏ với một phạm nhân cùng trại, Linh Cù nổi điên, cầm kéo đâm liên tiếp vào người này cho tới khi anh ta gục hẳn. Lại thêm một cái án giết người dành cho hắn. Tuy vậy, Linh Cù vẫn chưa phải lĩnh án tử hình vì khi đó hắn vẫn còn chưa đủ 18 tuổi. Tội ác của gã sát thủ trẻ con vẫn chưa dừng lại tại đó. Sau khi nhận bản án chung thân thứ hai và bị chuyển trại tới Thanh Hóa, Linh Cù lại làm thêm một phi vụ động trời, đó là trốn trại. Cùng với một gã phạm nhân người Hà Nội có biệt tài mở khóa, Linh Cù trốn thoát khỏi trại cải tạo và với sự liều lĩnh của mình, hắn tiếp tục gây thêm hàng loạt vụ án kinh hoàng. Ngay cả khi bị lực lượng công an dồn vào đường cùng, Linh Cù vẫn như một con thú dữ nhả đạn điên cuồng vào người truy bắt. Án tử hình cuối cùng cũng được dành cho hắn. Chấm dứt hành trình tội lỗi của một trong những tên sát thủ máu lạnh nhất trong lịch sử giang hồ đất cảng. Đứa con trai lạc lõng của ông trùm. Từ thời kỳ trước giải phóng, tay anh chị lừng lẫy Đại Ca Thay từng có một câu bất hủ: giang hồ không có vua. Câu nói này tương truyền được Đại Ca Thay nói với Nguyễn Ngọc Loan khi đó đang là tổng giám đốc cảnh sát quốc gia, lúc được đề nghị giúp đỡ chính quyền một tay để ngăn chặn đám dân anh chị đang đầy rẫy vào thời kỳ đó. Tuy nhiên, đến thời của ông trùm Nam Cam, câu nói của Đại dường như đã không còn đúng. Không ai gọi Nam Cam là vua, nhưng thay vào đó, con trai của ông trùm được gọi với cái tên đặc biệt. Trương Hiền Bảo thường được biết tới với cái tên Bảo Thái Tử. Con rể Dương Ngọc Hiệp có hỗn danh Hiệp Phò Mã. Một cách nghiễm nhiên, vị trí của Nam Cam trên giang hồ đã được xác định bằng thân phận của những đứa con. Nhưng ngoại trừ một cái tên lạc lõng, Trương Văn Hùng. Trương Văn Hùng không hề giống với bất kỳ đứa con nào của ông trùm. Kết quả của mối tình thời trẻ dại chưa khi nào được Nam Cam thừa nhận và suốt một thời gian dài, Trương Văn Hùng được biết tới với tư cách cháu ruột, con của bà chị Tư Sẩm. Hùng sinh năm 1962, tức là khi Nam Cam có đứa con trai đầu tiên, y chỉ mới vừa tròn 15 tuổi. Nam Cam sinh năm 1947. Khác với Trương Hiền Bảo hay thậm chí là gã con rể Hiệp Phò Mã, Trương Văn Hùng không nhận được bất cứ sự quan tâm nào từ người cha ruột, ngay cả khi Nam Cam đang đứng ở đỉnh cao của giang hồ. Không ai gọi Hùng là hoàng tử hay thái tử, thay vào đó là một biệt hiệu hết sức tầm thường, Hai Nhái. Lý do của sự ghẻ lạnh Nam Cam dành cho Hai Nhái bắt đầu từ việc đứa con này dường như lạc lõng so với truyền thống của gia đình. Không những sở hữu lá gan tí hon kèm theo tính cách nhu nhược, Trương Văn Hùng còn là một con nghiện nặng, điều mà Nam Cam ghét cay ghét đắng. Khi mở rộng hoạt động kinh doanh, rửa tiền vào các nhà hàng sang trọng, mỗi đứa con của Nam Cam đều được tin tưởng giao cho những vị trí quan trọng,
riêng Trương Văn Hùng được ưu ái phân cho một chân bảo vệ. Trong sinh hoạt đời thường, chỉ vợ con của Hùng được năm cam tru cấp, riêng Hùng thì tự ra đường kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện ngập. Tuy nhiên, dù không nhận được sự quan tâm từ người cha nổi tiếng, Trương Văn Hùng lại may mắn sở hữu một bảo bối khác, gương mặt giống cha như tạc. Chỉ cần nhìn qua, người ta hẳn có ngay sự liên hệ giữa Hùng và năm cam. Và trong thời kỳ hoàng kim của ông trùm, gương mặt này chính là thần hộ mệnh của đứa con trai nghiện ngập. Không một kẻ giang hồ nào muốn đụng chạm tới gã du đãng có ngoại hình giống hệt như một phiên bản thứ hai của năm cam, dù cho gã du đãng đó có mang một lá gan chuột nhắt. Khi năm cam kết thúc sự nghiệp ngoài trường bắn, số phận của Hùng dường như cũng đã được định đoạt. Thiếu đi tấm bùa hộ mệnh, Hùng biết thân biết phận, không dám nhúng chân vào thêm bất kỳ một phi vụ nào của giang hồ. Hơn ai hết, hắn biết lá gan và bản lĩnh của mình chẳng có thể làm được gì nếu vắng đi chỗ dựa vững chãi từ danh tiếng của người cha. Thay vào đó, con trai của ông trùm lừng lẫy một thời chọn một công việc ít đụng chạm hơn là làm chân giao hàng cho đám buôn bán ma túy cỏ con, hàng ngày kiếm chút tiền thỏa mãn cơn nghiện ngập. Quả nhiên, chẳng một gã giang hồ nào thèm chấp nhận với một tên âm binh như hắn. Bởi vậy, những ân oán giang hồ cũ dường như cũng chẳng có thể làm khó dễ được Hùng. Tuy nhiên, dù giang hồ không thèm chấp, nhưng pháp luật không có khái niệm âm binh hay số má. Trong một lần đi giao hàng tại chân cầu Nhị Thiên Đường lấy 100.000 đồng, Trương Văn Hùng đã bị công an bắt giữ với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Cộng với những tội danh trước đó, Hùng bị tuyên phạt mức án 9 năm tù. Đứa con bị bỏ rơi của Hải Bánh mong được gọi cha. Những thành tích bất hảo của Hải Bánh thì ai cũng biết, nhưng chuyện Hải có một đứa con trai thì chỉ những người hay theo dõi nhiều thông tin về Hải mới nhận ra. Nhiều người cho rằng đây là nỗi đau của Hải Bánh, là vì anh ta mơ hồ nghi ngờ đấy không phải là con mình, mà là con của cô vợ hai Trương Thị Lệ với người khác. Ngay còn thụ án trong trại, lần nào gặp các nhà báo trong trại giam, Hải Bánh cũng nhắn rằng nhớ con gái nhiều lắm. Dường như trong tâm niệm, anh ta không có chung đứa con trai nào với Lệ Sầu. Hải Bánh không nhận con, đó là nguyên nhân khiến Trương Thị Lệ chán nản, thả trôi thân mình đến đâu thì đến. Thêm chữ sầu vào, cái tên nghe đã buồn như cuộc đời của cô, Lệ Sầu. Tôi gặp Nguyễn Hải Lâm ở phân trại số 3, trại giam số 6 Bộ Công an tại Thanh Chương, Nghệ An. Ở trại này, phạm nhân thụ án 5 năm như Hải Lâm chỉ thuộc hàng án cỏ. Nhưng hầu như nhắc đến tên Lâm, ai cũng biết, đơn giản vì Lâm là con trùm giang hồ nổi tiếng trong đường dây xã hội đen năm cam. Hồi năm 2008, tôi đã gặp Lâm ở Công an quận Hoàng Mai khi Lâm bị bắt vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khi đó trông Lâm khá chơi, mới lúc đầu thì khai báo khá khôn ngoan và lì lợm. Hai năm gặp lại, trông Lâm rắn giỏi và người lớn hơn. Có lẽ thời gian lao động và cải tạo trong trại giam đã làm cho một đứa giang hồ loại chíp hồi oi khói lớn lên thêm chút ít. Khi được cán bộ quản giáo gọi, Lâm tự giác đi từ khu lao động lên nhà văn hóa lễ phép khoanh tay chào khách. Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, Lâm có vẻ không thích khi chúng tôi hỏi về ông bố Hải Bánh của mình. Mặc dù lúc nào nhắc đến, Lâm cũng trịnh trọng gọi bố em, hai bố con em. Sinh Lâm năm 1991 thì một năm sau, Lệ Sầu vì hận chồng mà bỏ con, vượt biên sang Hồng Kông. Hải Lâm lớn lên trong vòng tay chăm bẵm của bà ngoại ở căn nhà số 73 Tụy Tĩnh. Ông bố Hải Bánh thì cứ ra trại lại vào tù liên tục. Thời gian được ở ngoài chẳng được mấy, nhưng cũng không ngó ngàng gì đến Lâm. Lâm nhớ chỉ có một lần duy nhất bố chở Lâm bằng xe máy đi ra phố chơi. Ngoài ra chưa bao giờ mua cho Lâm một thứ đồ chơi hay món quà nào. Ký ức về bố cũng chẳng có nhiều ngoài những lời kể của mẹ sau này. Mẹ kể cho Lâm khá nhiều về bố. Bố có nhiều mối quan hệ xã hội, dù những chiến tích trên giang hồ chỉ được một thời gian, mỗi lần nhắc đến bố là mẹ lại gạt đi. Mẹ bảo bố không coi mày là con đâu. Lâm dần dần sinh ra ghét bố. Bố hờ hững không nhận con, tù tội liên miên, mẹ cũng hết vượt biên rồi lại sa đà vào cuộc sống ảo giác, rồi buôn bán ma túy và cũng đi tù. Hải Lâm lớn lên như một cây dại, không được ai uốn nắn, không ai dạy dỗ. Mẹ đi xa, Lâm cứ thế ăn chơi đua đòi theo chúng bạn. Bà ngoại già mắt mũi kèm nhèm, chẳng thể kiểm soát được đứa cháu đang tuổi mới lớn. Học chưa hết lớp 6 trường trung học cơ sở Tây Sơn, Lâm đã bỏ học, lớn thêm chút nữa thì bắt đầu làm quen với các quán bar, sa nhảy, vũ trường, New Century, Fantasy. Năm 2000, mẹ của Lâm là Lệ Sầu từ Hồng Kông về, đoàn tụ với ông bố Hải Bánh vừa ra trại. Nhưng tưởng đây sẽ là thời gian Lâm được bù đắp cho tuổi thơ không có tình thương. Ai ngờ, người mẹ lại về cùng với một niềm đam mê chết người là Hồng Phiến. Cộng với nỗi hận vì Hải Bánh không nhận con, Lệ suốt ngày đắm chìm trong ảo giác ở vũ trường. Sau khi ông bố có cũng như không của Lâm bị bắt về vụ sát hại nữ quái Dung Hà, mẹ Lâm kết hôn với một người đàn ông khác và sinh thêm 3 đứa con gái. Cuộc sống của Lâm với bố dượng chẳng lấy gì làm ấm áp cho lắm. Không chỉ là số ít.
Điểm danh qua một số gương mặt cộm cán, người ta giật mình thấy rằng không chỉ riêng họ phải trả giá vì những sai lầm của chính mình, cái giá phải trả oan nghiệt đó còn được tính lên đầu của con cái của họ. Sát thủ luông điếc một thời, lừng danh đất Sài Gòn, đã có người kế thừa cả trai cả gái với hai cái tên đình đám không thua kém gì cha, Dũng Liều và Trang Hí. Phục Bồ, ba trùm đất Hà Nội một thời tay rào tay búa, chỉ huy cả trăm gã đàn em đã về với thế giới bên kia, nhưng biết đâu nó cũng là một sự may mắn khi bà ta không phải chứng kiến những đứa con mình dứt ruột đẻ ra không lâu sau đó cũng chết vì ma túy. Khi bà trùm Phúc Bồ còn vùng vẫy dọc ngang, người chồng bị ghẻ lạnh của Phúc đã sớm sa chân vào làn khói trắng, lôi theo cả hai đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Tới lúc Phúc Bồ đau ốm nằm liệt giường, người chồng cùng hai đứa con trai nghiện ngập thừa cơ vác hết tài sản trong nhà đi mua ma túy. Phúc Bồ trở thành một người đàn bà bất hạnh khi bị chồng con bỏ đói khát ở trong ngôi nhà gần như hoang tàn ở phố Trần Khát Chân. Và như một lẽ tất yếu, sinh trưởng trong môi trường gia đình như thế, cuộc đời của Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1978, trú phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, con trai Phúc Bồ cũng sớm bị nhuộm đen. Thông thường, với một kẻ từ nhỏ đã sống trong cơn nghiện vật vã mỗi ngày, thì việc dính vào làm ăn phi pháp, trộm cướp hay mua bán vận chuyển ma túy để kiếm tiền nuôi những cơn nghiện ngày càng tăng, đó là điều khó tránh khỏi. Nguyễn Tuấn Anh cũng không phải là một ngoại lệ, nhưng gieo gió ắt gặt bão. Khoảng giữa năm 2018, Trần Tuấn Hùng được một đối tượng tên Sơn thuê vận chuyển hàng từ Nghệ An ra Hà Nội với tiền công 50 triệu đồng. Như nhiều chuyến hàng quan trọng khác, những tay chủ ma túy thường không quên giao cho người vận chuyển một loại vũ khí quân dụng để sử dụng trong quá trình áp tải ma túy. Hùng được Sơn đưa cho khẩu súng K-59 cùng 11 viên đạn. Ngày 27 tháng 7, thực hiện đơn hàng, Tuấn Anh và Trần Tuấn Hùng đã thay biển số cho chiếc ô tô hiệu Kia màu trắng của Hùng rồi đi thẳng vào Nghệ An lấy hàng. Suốt hàng trăm km từ Hà Nội về đến Nghệ An, hai kẻ cáo giả liên tục tung hỏa mù nhằm cắt đứt sự đeo bám của các phương tiện lạ mà chúng nghi là công an đang bám theo. Lúc đi nhanh, khi lại chậm như rùa bò để thăm dò. Thậm chí, có những đường đôi, chúng còn đi ngược chiều nhằm thừa kiểm tra xem có đuôi bám theo hay không. Tuy nhiên, chúng không hề biết rằng nhất cử nhất động của mình đều nằm trong tầm ngắm của các trinh sát công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đến 22 giờ đêm, khi vừa giảm tốc độ qua trạm thu phí Pháp Vân Cầu Rẽ, chúng đã bị hàng chục cán bộ cảnh sát đồng loạt ập tới bao vây. Biết bị mật phục, Hùng và Tuấn Anh kiên quyết cố thủ trong xe, nhưng đã bị các trinh sát dùng búa đập vỡ kính cửa xe. Sau cơn choáng váng, bất ngờ bởi tiếng nổ lớn khi cửa xe bị đập vỡ, Hùng lập tức rút khẩu K-59, định một sống một chết. Xong, y nhanh chóng phải thúc thủ bởi đòn quyết định nhanh như chớp của các trinh sát. Hơn 8 cân ma túy đá, gần 12.000 viên hồng phiến, một khẩu súng K-59, 11 viên đạn và nhiều tang vật khác đã bị cơ quan công an thu giữ. Ngày 25 tháng 2 năm 2020, với việc vận chuyển lượng lớn ma túy, Trần Tuấn Hùng và Nguyễn Tuấn Anh đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử lưu động tại trại giam số 1 và cùng bị tuyên án mức án tử hình. Rồi cả ông trùm hàng trắng Trịnh Nguyên Thủy, hành trình gieo rắc cái chết cho đồng loại của ông ta không chỉ dừng lại ở bản án tử hình. Còn một bản án khác đau xót hơn, chính con trai của Thủy cũng là con nghiện nặng. Dư Kim Dũng, ông trùm thuốc lắc đất Bắc, từng rơi nước mắt khi đứa con trai ra đời mà không có sự chăm sóc của người cha. Lê Xuân Trường, tức Trường Ăn Cắp, gã kẻ cướp máu lạnh bậc nhất đất cảng, từng thản nhiên đối mặt với án tử hình, cũng phải nghẹn ngào khi nhìn tấm hình của đứa con trai và tự hỏi liệu sau này con tôi có thành người tử tế được không. Những giọt nước mắt hiếm hoi, những phút giây yếu đuối khó tin của những kẻ tội phạm khét tiếng ấy giá như có thể đến sớm hơn, biết đâu đường đời của họ sẽ không dẫn tới vực sâu tội lỗi, để rồi khi phải đền tội trước pháp luật, mọi hối hận đều đã muộn màng.